Y vì đa số tại sao có đứa con này biết cỡ gì? Nó là giọng mấy thằng năm thì vô nhau đó à, tôi đi đây con đây là hít đi hít đi thì cái chất và ai gặp đó là bilocarpin thì lô con anh ấy có một chất thì lô con nữa đó là bilocitin anh ấy có rồi. Thứ hai là cái tiếng khô miệng khô miệng vai mòn và thì lô con đi thì acidity là acidity tất cả acid amin là L đấy. L là quay cực âm à, đường là quay cực dương đường là dương acid amin là âm à, đó là carbonyl cái này nó cam sinh tổng thể đó là acetoxin và heterotoxin nó có trong cái mắt là cho nên nó trong một số tảo một số hải sản và heterotoxin nó có trong cái mắt và đây là những con cá rất là độc và đặc biệt là độc thần kinh. Độc thần kinh mình hay thấy đấy là gì? Mình thấy cái triệu chứng thần kinh của nó là hay thấy là gì? Co giật. Nói câu là có thần kinh lơ mơ à. Anh ta nghĩ là gì? Điểm ra các ngành kiến đô linh kiến này dô linh là kiến này dô linh và acridon acridon thì cũng làm ra mấy cái này người ta có họ cam rất rất cũng cách thì chúng ta làm cho chúng ta học được. Và cuối cùng là nicotine đi ngay xin cái này xin tán rồi đó thì bạn hay gặp đó là nicotine trong thuốc lá. Tại sao cái người hút thuốc lá họ sẽ sinh mặt có lý do là gì? Vì cái hơi thuốc lá này nó làm chiếm mất cái hồng cầu nó bằng để vận chuyển oxy và CO2. Cái quá trình mà cặp oxy với CO2 nó làm hồng cầu nó có được đặc biệt rồi, có được đặc biệt nha, cái oxy ấy khi CO2 nó nhiều lên này nó kết vô trong hồng cầu nó ra ra lớp phổi là nó nhả CO2 ra từ cái nồng độ CO2 xuống oxy nó cao hơn là nó nhập oxy vô nó lại chạy thứ tư ra khi bằng bằng đọc đó là nó thải ra nhiều CO2 nó trở nên nhiều thành ra là cái mà cái hồng cầu là cái đặc biệt là khi mà hút thuốc nhiều á là cái nicotine nó gắn kết lên trong hồng cầu là mất cái cổ đồng tiền học sinh thành ra là lâu ngày á khi nào mà thấy cái người nào mà lết cái chân á đặc biệt cái con cái của mà không lành á không tiểu đường á là thuốc còn để những người mới có đau mà bị lết cái chân ra là không tiểu đường cái trong bác sĩ cũng tháo cái bàn chân cái lết tiếp cái được tháo thuốc tới với cái gia đình nó không gì để cho ra là người lớn coi có thể khác khác ông này bị hút thuốc lá lâu có bị lép thì cuối cùng là hồng cầu thực tử mặt đó là họ sẽ giao cảm cái giao cảm là cái ra nếu ai con hút có mặt đấy cắt chứ để cái ông bác sĩ không tháo dần dần tháo tới cái cổ lại để tôi nói lại là bác sĩ có thể làm chết lại thật ra những cái người mà những người mà bà con trong nhà hay là những người uống thuốc gì và tôi đã coi mới tôi cầm cái kim cầu thuốc chứ không phải là để tuy nhiên ho thì cầm chứ đừng uống mạnh nó chạy cái thầy của học lắm nó kê thuốc cái sổ cái đế nào của học cái thế ấy là cái sự mạnh anh kể cái chuyện của học mà tôi thấy tôi thấy còn có chạy nghề về bệnh chính cái bệnh nhân kiếm quậy ông ra cái người ta nói hát các bác sĩ đó hả cái mối ông nằm ở nhà thuốc từ kìa lại cái bệnh là thuốc mối của ông mà mình mua được thêm chứ lại cái bán ba bì rồi ra ba bì rồi mình cảm được một cái sáu cái mười hai cái điều đầu là cái chạy từ 40 lên 52 để mua thế là an
ăn cái mối đó thôi, ăn cái này trong cái mối của ông đời tới từ đó mới cái gì thì thấy ông nó trị gì về viêm vàng viêm lão viêm xanh là cà lóc phê rồi cái rồi đem vô tới cái nhà thì đang ngồi không được thì ta cũng nghe cái màu màu nghe cái tay cũng hoàn toàn chúng ta mới cái tay các bạn.